Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2018 được coi là một năm thời tiết cực kỳ thuận lợi đối với cây vải và cây nhãn, với tỷ lệ đậu hoa cao gấp rưỡi năm 2017. Theo dự tính của Cục Trồng trọt, năm nay sản lượng vải thiều ở miền Bắc sẽ đạt con số cao kỷ lục với khoảng 350.000 tấn. Vải được mùa nhưng thị trường đầu ra cho quả vải đang gặp rất nhiều khó khăn và kịch bản được mùa mất giá liệu có diễn ra? Làm sao để duy trì thị trường ổn định cho quả vải và đâu là hướng đi bền vững cho quả vải thiều? Trong 15 phút của chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị bức tranh tổng thể nhất về thị trường vải năm 2018. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cứ vào mùa vải, thị trường thu mua vải ở Bắc Giang lại trở nên nhộn nhịp như thế này. Những điểm thu mua vải trải dài khắp quốc lộ 32 của tỉnh Bắc Giang. Vải chất thành đống trong kho. Bà con nông dân hồ hởi chuẩn bị đón hàng xuất khẩu. Những xe thùng hạng lớn nườm nượp về chở vải đi tiêu thụ ở các thị trường. Năm nay, gia đình ông Trần Văn Hành, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thu hoạch khoảng trên 30 tấn vải trên diện tích 2 hectare đất trồng vải. Theo ông Hành, do được trồng theo tiêu chuẩn Global GAP nên mẫu vải năm nay rất đẹp và giá cả cũng cao hơn năm ngoái. Chung là gia đình chúng tôi sản xuất theo quy trình Global GAP rồi, thì tiêu chuẩn quốc tế. Cũng phải nói là được Trung Quốc là cũng rất là ưa thích về cái màu sắc cũng như là cái chất lượng quả. Nhưng giá như năm nay là chắc được tầm từ 15 đến 20 nghìn đồng trên 1 kg. Nếu mà loại đẹp, còn loại 2 nữa thì chắc là được 10 nghìn trở lên. Những ngày này, tại các chợ vải trên địa bàn huyện Thanh Hà cũng đang diễn ra tấp nập. Người dân ở đây cho biết năm nay giá vải trên thị trường ổn định nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, vải chưa chính vụ nên mối lo thị trường mất giá vẫn có thể xảy ra. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chợ vải xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ở vào thời điểm này thì giá vải đang vào khoảng 12 đến 15 nghìn đồng một cân đối với vải chất lượng trung bình và từ 15 đến 18 nghìn một cân đối với lại vải chất lượng tốt. Năm nay có thể coi là năm được mùa đối với lại người dân xã Thanh Xá. Tuy nhiên thì giá cả còn tùy thuộc vào thị trường cho đến lúc vải chín rộ. Bán vải U Hồng 15 ạ. Nhà bán từ hôm nọ ăn nay là được 3 tấn rồi. Mà còn phải chục tấn vải này nữa. Bình quân như hàng năm thì nó từ 9 đến 15 nghìn. Riêng đặc biệt đối với năm ngoái gần đây nhất thì năm 2017 thì giá vải thiều lên đến hơn 30 nghìn một cân. Đó là cũng là cái năm mà cái lượng vải thiều ra thấp, đạt sản lượng thấp. Còn riêng với năm nay sản lượng dự kiến là hơn 3.000 tấn. Thì chúng tôi cũng hy vọng các cơ quan chức năng là tạo điều kiện làm sao để cho các thương lái về thu mua nhiều hơn để giúp nông dân bán được cái sản phẩm vải thiều một cách tốt nhất. Hiện nay Hải Dương có khoảng 10.500 hectare diện tích trồng vải. Với diện tích này, mùa vải năm 2018 sản lượng thu được đạt khoảng trên 29.000 tấn, trong đó có 19.000 hectare vải sớm tiêu thụ thuận lợi. Hiện nay Hải Dương vẫn duy trì 13 vùng trồng được cấp mã số để xuất khẩu. Hiện nay quả vải của Việt Nam đã thỏa mãn về kiểm dịch thực vật và tiếp cận được nhiều thị trường, kể cả những thị trường khó tính nhất. Với chủ trương nâng cao chất lượng quả vải, các địa phương cũng đã chủ động mở rộng diện tích, áp dụng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP, Global GAP, hướng tới xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Mỹ, EU, Nhật Bản. Các địa phương cũng cho biết, năm nay bà con chăm sóc vải theo quy trình chặt chẽ, được tập huấn đảm bảo vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm nay là một trong những cái năm là vải được mùa, thì đối với địa phương chúng tôi ngay từ ban đầu cũng đã chủ động là chỉ đạo bà con nông dân là tập trung vào cái chăm sóc bảo quản cái quả vải. Thế và đối với chúng tôi thì có 22,3 ha là cái sản xuất theo cái quy trình Việt GAP và 15 ha là sản xuất theo quy trình Global GAP. Thế và các cái diện tích ngoài cái diện tích mà sản xuất theo quy trình Việt GAP thì chúng tôi cũng hướng dẫn nông nhân dân là sản xuất theo cái quy trình Việt GAP. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà,
vải được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap dễ dàng được thị trường chấp nhận, tiêu thụ và giá cả cũng cao hơn so với vải thường. Toàn bộ cái diện tích mà đã được cấp giấy chứng nhận thì được các cái hệ thống, các cái siêu thị và xuất khẩu người ta bao tiêu hết. Và giá thì bao giờ cũng cao hơn so với nếu như không chưa được cấp giấy chứng nhận là từ 10 đến 15%. Theo các chuyên gia nhận định, giá cả sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. Nếu quả vải Việt Nam đảm bảo chất lượng thì kịch bản được mùa mất giá sẽ không xảy ra trong tương lai. Mặc dù vải thiều của Việt Nam đã tiếp cận nhiều thị trường cao cấp như Mỹ, Úc, châu Âu, nhưng lượng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá và sự ổn định. Vậy làm sao để duy trì thị trường ổn định cho quả vải? Mời quý vị xem phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Mùa vải năm 2018, theo nhận định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính với khoảng 50% tổng sản lượng, tương đương khoảng 90% lượng xuất khẩu. Vào vụ thu hoạch vải thiều, tỉnh Bắc Giang thường đón gần 3.000 điểm thu mua với trên 1.500 thương nhân trong và ngoài nước, trong đó có khoảng hơn 200 thương lái Trung Quốc. Chúng tôi cũng hỗ trợ giới thiệu với các doanh nghiệp để đến thu mua cái vải thiều. Và đến thời điểm hiện nay thì Lục Ngạn đã có gần 100 thương nhân Trung Quốc đến trực tiếp Lục Ngạn để thu mua vải thiều. Nhiều biện pháp hỗ trợ đã được chính quyền huyện Lục Ngạn áp dụng tạo điều kiện cho thương lái nước ngoài đến làm việc và lưu trú tại địa phương để giúp người dân tiêu thụ vải thiều thuận lợi. Và chúng tôi cũng chỉ đạo ngành chức năng, đặc biệt là Ủy ban các xã thị trấn, làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo cái điều kiện cho các cái thương nhân hoàn thành các cái thủ tục theo quy định pháp luật về tạm trú, và đồng thời cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Tại Hải Dương, Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu chính của vải Thanh Hà. Bên cạnh đó, việc chú trọng tiêu thụ thị trường nội địa cũng được tỉnh chú trọng để sản lượng vải thiều được thu hoạch đúng thời vụ, đảm bảo chất lượng tốt. Cái sản lượng cũng góp phần không nhỏ là xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái lượng xuất khẩu vào các cái thị trường khó tính như là Úc, như là Mỹ, hay là Nhật, hay là Hà Lan, các nước Đông Âu thì cái sản lượng nó cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên thì cái lượng xuất khẩu mà xuất sang Trung Quốc thì cũng chiếm cái tỷ trọng khá lớn. Hiện tại Việt Nam đang có thị trường rất lớn là Trung Quốc, bởi quả vải và quả nhãn đã được cấp phép là 2 trong số 8 loại quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Cuộc xúc tiến thương mại tại Bằng Tường thì phía bạn thì cũng có nêu, và hiện nay thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam cũng như của Trung Quốc đã được cấp cái quota, thì chỉ cần kê khai là sẽ được phía bạn cấp cái mã vạch để có thể là vận chuyển thuận lợi vào thị trường Trung Quốc tiêu thụ. Theo nhiều ý kiến, việc phụ thuộc vào một thị trường cũng dễ gặp phải rủi ro. Đầu tư cho trồng vải của chúng ta thì lại ngày càng mở rộng. Trong khi đó thì những cái thị trường mới của chúng ta thì cần có thời gian để tiếp cận, bởi vì những cái quy định rất nghiêm ngặt về mặt hàng rào kỹ thuật và kiểm định về mặt chất lượng cũng như là truy xuất nguồn gốc. Và những thị trường đó thì chúng ta cần phải có một quá trình đàm phán theo các hiệp định thương mại song phương, đa phương, và chúng ta không thể mở ngay. Và những thị trường đó, nếu chúng ta có mở phát triển mới những thị trường đó thì cũng chưa thể thay thế được những thị trường truyền thống trong một thời gian ngắn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh cũng đã chủ động chuẩn bị thị trường tiêu thụ vải ổn định trong niên vụ năm 2018. Có thể năm nay qua theo dõi đánh giá cái tiêu thụ của vải, chúng tôi thấy rằng một điều là năm nay một cái đáng mừng là các cái cấp bộ ngành và địa phương vào cuộc rất chủ động và doanh nghiệp vào cuộc rất chủ động. Ngay từ tháng 4 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Bộ Công Thương và các cái tham tán rồi các cái đơn vị địa phương 5 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Hưng Yên và Hải Dương là chúng ta đã bàn và tổ chức cái hội nghị thúc đẩy chăm sóc và tiêu thụ vải nhãn niên vụ 2018. Và từ đó đến nay là công tác chuẩn bị rất chu đáo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, một số vùng trọng điểm sản xuất vải, nhãn tập trung cùng một số trung tâm phân phối tiêu thụ sản phẩm để kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nước, trong đó tập trung vào kênh phân phối siêu thị để phân phối hàng hóa trong thị trường nội địa và việc kết nối với các doanh nghiệp lớn thu mua nhằm xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Năm nay có một cái sự chuyển đổi về mặt nhận thức, đó là về mặt thị trường chúng ta hiện nay vải thiều chúng ta là đang 50% xuất khẩu và 50% trong nước. Nhưng đối với niên vụ năm nay chúng tôi khuyến khích
là tập trung vào thị trường trong nước. Và điển hình là thị trường trong nước phải có một sự chuyển dịch đối với thị trường trong Nam. Mặc dù chất lượng vải thiều đã được cải thiện rõ rệt, diện tích vải thiều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap Global Gap được mở rộng để thuận lợi cho việc xuất khẩu. Tuy nhiên, để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ vải thiều thuận lợi, các doanh nghiệp kiến nghị các địa phương phải thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hợp lý, bám sát nhu cầu thị trường, tránh phát triển theo phong trào, thiếu kiểm soát. Cùng với đó là quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu, tem nhãn, bao bì, đóng gói sản phẩm hàng hóa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, thường xuyên phối hợp với các tỉnh, thành phố để thông tin kết nối cung cầu ổn định, chào hàng các doanh nghiệp, thương nhân đến đàm phán tiêu thụ vải thiều. Việc quả vải tươi có cơ hội xuất khẩu với giá cao là cái đích mà hộ dân, doanh nghiệp và hợp tác xã mong mỏi. Tuy nhiên trên thực tế, mùa vụ vải thiều năm nay, để xuất khẩu đạt hiệu quả, được mặt hàng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cùng vào cuộc khắc phục những vướng mắc. Vậy đâu là hướng đi mới cho quả vải Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tiếp theo của chúng tôi. Câu chuyện về quả vải thiều của Việt Nam được bán sang nước thứ ba với giá trị cao gấp nhiều lần dưới thương hiệu Trung Quốc được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, đây là bài toán khó cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tạo thương hiệu cho quả vải Việt Nam trên thị trường quốc tế. Năm ngoái, chính vải thiều Bắc Giang đi thẳng sang cái siêu thị Central Bangkok là cho chúng ta rất nhiều điều trăn trở. Từ một giá trị quả vải như vậy nhưng sang bên kia là 220 bạt 1 kg, và nó chứng tỏ giá trị của chúng ta nếu chúng ta biết cách làm. Thì chúng ta đi từ cái khu vực địa phương này mà sang thẳng một thị trường khó tính như là Bangkok thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Khi chúng tôi làm sản phẩm xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là những nước có tính như Mỹ và thị trường Trung Quốc chính ngạch, thì thương hiệu chúng ta gần như không có gì. Trong khi đó là bên cạnh chúng ta, Thái Lan, chúng ta làm thương hiệu rất tốt. Đến tại thị trường Trung Quốc, thị trường khó tính, cái thị trường mà bên sâu, chúng ta làm thương hiệu cực kỳ tốt. Chúng ta có những đợt khuyến mại, xúc tiến thương mại ta làm. Trong khi đấy thì sản phẩm của chúng ta, Việt Nam chúng ta, chúng tôi cũng xuất xoài, đang làm nhãn và làm vải sang Trung Quốc chính ngạch thì cực kỳ khó. Tại vì chúng ta người ta bảo là thương hiệu này cũng có. Thái Lan người ta bán tất tất, thậm chí 3-5 đô một cân nhãn. Thế nhưng mà các anh chúng tôi chỉ sỏi nắm đến hơn 1 đô. Nhiều ý kiến cho rằng nông sản Việt Nam còn khá bị động trong việc đem sản phẩm đi ra thị trường thế giới. Tại sao chúng ta chỉ bán ở những thị trường dễ tính, thị trường gần, vì chúng ta không chưa làm tiêu chuẩn, và bán ra cái tỷ lệ chứng nhận Việt Gap đang còn quá nhỏ. Và về tương lai thì ngay thị trường Trung Quốc hiện nay người ta cũng đang chuyển dần sang thì phải có chứng nhận Gap và phải có nguồn gốc phụ trồng rất là rõ ràng. Và như vậy về tương lai thì muốn xuất khẩu được chúng ta ít nhất phải phổ biến ít nhất là từ Việt Gap trở lên, hoặc là với thị trường Nhật thì phải là GGAP hoặc là SAS. Thì đây là cái quá trình tất yếu để chúng ta có thể là vươn đến thị trường xa. Còn muốn đi thị trường xa chúng ta là phải có những cái đầu tư về công nghệ lạnh và bảo lạnh. Chúng ta phải đi sâu vào những cái mũi chủ lực, ví dụ như là chế biến sơ chế, thì ví dụ như quả vải là chúng ta có thể sơ chế bảo quản và cấp đông, có thể là cấp đông và bảo quản kho lạnh để chúng ta chuẩn bị cho những thị trường, không phải không những thị trường Trung Quốc mà còn thị trường ASEAN, thị trường Nhật Bản đang vốn rất cần những sản phẩm qua chế biến. Theo các doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương, nhà nước cũng cần có những chính sách về mặt dài hạn, không chỉ là quy trình canh tác sản xuất mà còn ở các khâu công tác thị trường, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật cho khâu bảo quản và chế biến. Có như vậy, quả vải mới không lặp lại vết xe đổ cũ của nông sản, bấp bênh với điệp khúc được mùa mất giá hay được giá mất mùa. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.